Thanh Trang kính chào quý vị. Hôm nay thứ Sáu ngày 28 tháng 2 năm 2020 đến với bản tin Hòa Thịnh Đốn tối nay gồm có nhạc lá bầu đề và chương trình võ bị tháng 2. Để mở đầu Thanh Trang kính mời quý vị theo dõi nhạc lá bầu đề do Tú Linh và Đoàn Hữu Dũng thực hiện từ North Carolina. Tú Linh xin kính chào quý vị kính mời quý vị đến với nhạc lá bồ đề với câu chuyện làm ăn thua lỗ 55 năm trời khi bà cụ chủ quán qua đời hàng nghìn người đã tới đưa tang chuyện của lý minh tủ linh tóm lược và trình bày kính mời quý vị theo dõi đó là một ngày cuối thu xe lạnh hơn 2.000 người dân ở thành phố Cao Hùng, Đài Loan đã đến đưa tiễn người phụ nữ 96 tuổi về nơi yên nghỉ cuối cùng. Người phụ nữ ấy là ai? cuộc đời bà điều gì đặc biệt mà khiến cho hơn 2.000 người đưa tiễn. Bà chỉ là một người phụ nữ bình thường, kinh doanh một quán cơm suốt 55 năm, sinh ra ở một miền quê nghèo. Vào năm 1920, tại Bành Hồ, Đài Loan, bà Trang Chu Ngọc Nữ lấy chồng khi 16 tuổi. Sau khi kết hôn, hai vợ chồng bà chuyển đến Cao Hùng sinh sống. Không lâu sau đó, chồng bà đi lính bà ngọc nữ một thân một mình và đứa con thơ chưa tròn hai tuổi mưu sinh giữa thành phố xa lạ rộng lớn cuộc sống của hai mẹ con bà khi ấy vô cùng khốn khó trong một thời gian dài bà không thể tìm được việc làm khi chỉ còn những đồng bạc lẻ cuối cùng bà nữ đã xin làm công việc đánh xe bò để kiếm tiền sống qua ngày tuy nhiên khó khăn lớn nhất của hai mẹ con chính là không có một nơi để trú ngụ. Vào thời điểm khốn cùng ấy, hai mẹ con bà đã được những người công nhân tốt bụng ở đây, cu mang. Cuộc sống của họ cũng rất vất vả, làm việc quần quật cả ngày, mà số tiền kiếm được lại vô cùng ít ỏi. Họ cũng phải sống tạm bỡ, chật chội trong những túp lều tự dựng nhưng họ đã gian rộng vòng tay, đùm bọc những người còn khó khăn, thiếu thốn hơn. Chạy qua những tháng ngày ấy, bà nữ đã thấm thía hai chữ tình người. Chẳng phải đợi tới khi giàu có, sung túc mới đi giúp đỡ người khác. Những người công nhân giúp bà vì họ biết họ may mắn hơn bà. Ký ức những ngày tháng gian nan nhưng ấm áp ấy đã khắc sâu trong tâm bà suốt cả cuộc đời chiến tranh kết thúc gia đình bà nữ được đoàn tụ hai vợ chồng chăm chỉ làm lụng gây dựng cuộc sống và mua được một căn nhà bà nữ không quên những năm tháng xưa đã cưu mang mình nên quay trở lại tìm họ để cảm ơn và báo đáp nhưng những người công nhân mộc mạc chất phác năm xưa đã từ chối sự báo đáp của bà. Họ cho rằng họ chỉ làm những việc nên làm, yêu thương đùm bọc lấy nhau trong lúc khó khăn. Suy nghĩ mãi, cuối cùng bà nữ đã quyết định nấu cơm đến cho họ mỗi ngày mà không nhận bất cứ một khoản chi phí nào. Trong thời gian sống cùng họ, bà nữ thấu hiểu nỗi vất vả và thiếu thốn về vật chất cũng như người công nhân nghèo họ mỗi ngày đều đi sớm về muộn chi tiêu dè sẻn và ăn uống rất kham khổ họ thường chuẩn bị đồ ăn từ sáng và đựng trong những hộp nhựa cho nên tới bữa trưa bữa tối đồ của họ cũng vừa nguội vừa cứng họ cũng không mấy khi được ăn no bà mở một quán cơm tự chọn nho nhỏ để giúp đỡ những người nghèo, những người lang thang. Tất cả mọi thứ bà đều phục vụ miễn phí. Suốt những năm tháng qua, cho dù thời tiết thuận hòa hay khắc nghiệt, bà Ngọc Nữ vẫn cần mẫn, đều đặn nấu cho hàng trăm công nhân sống quanh đó ba bữa một ngày. Nhưng bà chưa bao giờ có một lời kêu thang chưa bao giờ có ý định từ bỏ công việc này dần dần vậy cơm của bà ngày càng đông khách mọi người đã khuyên bà nên thu tiền chứ không phát cơm miễn phí nữa họ muốn sang sẻ với bà một phần chi tiêu bà ngọc nữ đắn đo mãi rồi đưa ra mức giá vô cùng thấp ba đồng cho một phần cơm sau đó giá cơm tăng lên năm đồng và cuối cùng dừng lại ở con số 10 đồng. Định giá như vậy, nhưng bà nữ thường để những người lao động nghèo tùy tâm trả tiền. Bởi vì bà biết có thể họ chẳng có đủ 10 đồng trong người. Chẳng có bà chủ quán nào vất vả như bà Ngọc Nữ. Kể từ ngày bắt đầu kinh doanh, bà chưa bao giờ biết đến một đồng tiền lời. Không những thế, bà phải bán hết bảy gian nhà mà hai vợ chồng bà tích góp cả đời dùng toàn bộ khoản tiền dưỡng lão của mình để duy trì quầy cơm, không mong đợi điều gì, cũng không cần ai khen tặng. Bà Ngọc Nữ đã âm thầm giúp đỡ những người lao động nghèo khổ suốt 55 năm qua, trong khi các con của bà và cả những người hàng xóm đều không thể hiểu nổi công việc của bà đang làm. Có lúc họ đã kiên quyết ngăn cản bà tiếp tục, nhưng bà nữ chưa bao giờ trùng bước hay yếu lòng. Bà giúp đỡ người khác vì hơn ai hết, bà hiểu giá trị của sự giúp đỡ khi con người gặp khó khăn. Đối với những người khác, một bữa cơm là điều quá đổi bình thường. Nhưng đối với những người nghèo khó, để có một bữa cơm, họ phải lao động rất cực nhọc. Và nếu không có bữa cơm của bà, họ có thể sẽ chẳng gắn gượng thêm được nữa. Năm bà 70 tuổi, sức khỏe giảm sút rất nhiều nên bà đã phải điều chỉnh việc bán hàng, phục vụ hai bữa một ngày, không còn là ba bữa như trước đây. Tới năm 80 tuổi, mặc dù bà Ngọc nữ thường xuyên bị bệnh, nằm trên giường nhiều ngày liền, nhưng bà vẫn canh cánh một nỗi niềm liệu những người công nhân ăn có đủ no không, ai sẽ giúp đỡ họ? nếu bà ra đi. Chính điều này đã tiếp thêm cho bà động lực để nhanh chóng khỏi bệnh và duy trì hoạt động quán cơm. Người phụ nữ cao cả ấy cuối cùng đã ra đi ở tuổi 96 để lại sự xót thương và tiếc nuối cho biết bao người. Ngày bà mất, bầu trời tối đen nặng chịu nước mắt của hơn 2.000 người không ngừng tuôn trào. Họ khóc khi nhớ lại tất cả những điều to lớn vĩ đại bà đã làm khóc thương những hy sinh âm thầm bà đã trải qua để mang lại cuộc sống no đủ hơn cho mọi người khác họ khóc vì một người nhân hậu bao dung vị tha như bà không thể tiếp tục hiện diện trong cuộc đời này không còn sống bên họ nữa có lẽ đến lúc này mọi người đã sáng tỏ động lực của bà khi chấp nhận thua lỗ suốt 55 năm kinh doanh. Bữa cơm của bà không chỉ có cơm, rau, thịt, cá, còn có chứa đựng biết bao công lao, tâm sức và thiện tâm của bà. Đó là bữa cơm trang chứa tình thương và sự bao dung của một người phụ nữ phúc hậu dành cho những người nghèo khổ, khó khăn. Dù bà đã ra đi, nhưng những dấu ấn bà để lại mãi khắc sâu trong tâm mọi người nhắc họ về tình người, về đạo lầm người. Quả thực, không thứ vật chất nào trong cuộc sống có thể thay thế được tình thương, yêu chân thành mà con người đã dành cho nhau. Kính thưa quý vị, Nhạc Lão Bồ Đề đến đây xin được tạm ngưng. Mọi liên lạc về chương trình Nhạc Lão Bồ Đề xin gửi email đến nhạc lão bồ gmail.com Tủ Linh xin kính chào quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình kỳ tới. thưa quý vị bản tin hoa thịnh đốn đến đây xin tạm ngưng chúng tôi sẽ trở lại sau phần thông báo và quảng cáo quý vị có thể được khai thuế miễn phí các thiện nguyện viên đã được sở IRS chứng nhận và có thể giúp quý vị nhận được tiền đóng thuế được hoàn trả lại và giúp xác định quý vị có hội đủ điều kiện để nhận tiền phụ trợ liên bang nếu quý vị hay gia đình của quý vị có thu nhập dưới 56.000 trong năm 2019 Quý vị có thể nhận được dịch vụ miễn phí này. Có nhiều địa điểm phục vụ dịch vụ này ở phía Bắc Virginia. Nếu muốn biết thêm thông tin, xin hãy vào trang mạng www.nvacash.org. Từ cuối tháng Giêng đến ngày 15 tháng 4 năm 2020, có các dịch vụ như sau: khai thuế miễn phí, khai thuế hồ sơ qua mạng điện tử miễn phí, in ấn miễn phí. Xin quý vị hãy mang theo các giấy tờ sau đây. Thẻ căn cước của quý vị có hình. Thẻ an sinh xã hội. Tất cả giấy tờ về thu nhập. Mẫu đơn W2, WP, W2G and 1099. Tất cả các hồ sơ thu nhập của mỗi người có đi làm trong gia đình. Tờ check không có giá trị để gửi trực tiếp vào ngân hàng. Các giấy tờ biên lai like chi phí, chi phí chăm sóc các người phụ thuộc, chi phí liên quan đến giáo dục, tiền lãi trả cho khoản tiền mua nhà. Bằng chứng về bảo hiểm y tế, ví dụ đơn 1095A. Nếu muốn biết thêm thông tin, xin quý vị gọi cho Fairfax County, Ban Dịch vụ Gia đình ở số điện thoại 703-324-7280.